Việt World TV xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị được vui vẻ và phấn khởi trong cuộc sống. Xin gửi đến quý vị một câu chuyện về vụ lương 20 triệu nhưng chi xài đúng 5 triệu một tháng cho gia đình 4 người. Bản chi tiêu này của bà mẹ trẻ đã gây xôn xao mạng xã hội. Dù thu nhập đến 20 triệu đồng một tháng nhưng gia đình chị Hiền vẫn chỉ chi tiêu trong số tiền đã quy định. Chuyện chi tiêu trong gia đình là vô cùng quan trọng. Đa phần các gia đình nảy sinh mâu thuẫn từ vấn đề kinh tế. Phụ nữ thì thường được coi là tay hòm chìa khóa, làm công việc tính toán chi tiêu hàng tháng của gia đình. Nên đây dường như cũng là một gánh nặng đè vai không kém gì công việc to lớn ngoài xã hội của các đấng mày râu. Trên mạng xã hội thì một bà mẹ trẻ đã khiến cư dân mạng trầm trồ khi hạch toán chi tiêu hàng tháng của gia đình 4 người chỉ vỏn vẹn có 5 triệu đồng. Đó là chị Lê Thị Thu Hiền, Vân Hồ, Sơn La, đã cho biết hai vợ chồng kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng tháng thu nhập trên dưới 20 triệu đồng. Nhưng chị luôn tiết chế các khoản chi tiêu, phần lớn số tiền kiếm được thì dùng để tích lũy và tái đầu tư. Bản thu chi của chị như sau: 20 triệu, tiền ăn 2 triệu tư, tiền bỉm sữa ăn vặt của con 600 ngàn, tiền ga mắm muối xà phòng 200 rưỡi, tiền điện 200 rưỡi, tiền gạo 200 rưỡi, tiền điện thoại xăng xe 100 rưỡi, tiền cáp TV 45 ngàn, các hiếu hỷ và tiền mua quần áo mỹ phẩm sẽ chỉ được phát sinh trong khoảng 1.055.000, tổng chi là 5 triệu, 15 triệu còn lại để tái đầu tư và tích lũy. Đó là bản chi tiêu của bà mẹ trẻ này. Chị cũng chia sẻ thêm, gia đình có ở cạnh ông bà nội nên có nhiều thứ dùng chung không tốn kém. Nhà bố mẹ chồng thì bán tạp hóa nên có gì chị mua luôn của cửa hàng ông bà với giá nhập. Tiền internet hay là truyền hình cáp thì kéo từ nhà ông bà xuống nên không mất. Rau thì ngoài vườn trồng, thức ăn có khi mẹ chồng mua cho luôn. Bên cạnh đó thì quan điểm chi tiêu của chị Hiền là cái gì nên sắm thì mới sắm, còn không thì nên tiết kiệm. Thêm nữa hai con còn nhỏ nên khoản tiền học chưa xuất hiện trong bảng thu chi của gia đình. Bí quyết chi tiêu là thế, nhưng có người cho rằng mỗi nhà thì mỗi cảnh, có khi muốn tiết kiệm vậy lắm mà không được. Nhà chị Hiền ở quê nên có thể tự cung cấp phần nào, các chi phí cũng rẻ hơn, chứ sống ở thành phố thì không thể như vậy. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chủ thớt là người tính toán và biết tiết kiệm mới căng ke được mức chi tiêu. Nhiều gia đình ở quê nhưng có tính tiêu hoang thì vẫn làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu như thường. Mời bạn đọc nghe thêm một tình huống khác. Lương 25 triệu một tháng, 7 năm vẫn trắng tay, tôi xấu hổ ăn bữa cơm nhà bạn. Sau 7 năm đi làm thì bạn tôi mời tôi đi ăn tân gia một căn hộ bạn mới mua trị giá tiền tỷ. Còn tôi giật mình nhận ra, dù thu nhập 25 triệu một tháng nhưng tôi vẫn trắng tay. Chẳng có gì ngoài tủ quần áo chật cứng không còn chỗ treo. Dưới đây là tâm sự của chị Phạm Hoài Thương ở Thanh Xuân, Hà Nội, kể về câu chuyện chi tiêu của mình khiến cho chị trắng tay sau 7 năm trời đi làm dù thu nhập khá cao. Cách đây đúng nửa năm, tôi nhận được tin nhắn điện thoại của đứa bạn thân học cùng lớp đại học với nội dung: thứ bảy này đến nhà tao ăn tân gia nhé, tao mới mua căn nhà, thoát kiếp đi ở trọ rồi. Nhận được tin nhắn, tôi nghĩ chắc bạn tôi được gia đình cho tiền hoặc trúng quả gì lớn mới có tiền mua nhà. Chứ tôi và bạn cùng học chung đại học, khi ra trường tôi bằng giỏi, còn bạn tôi chỉ bằng trung bình. Khi đi làm thì thu nhập tôi vào khoảng 20 đến 25 triệu đồng một tháng, còn bạn tôi cũng chỉ xấp xỉ 20 triệu đồng một tháng. Như vậy thì lấy đâu ra tiền mà mua nhà? Thế nhưng khi đến ăn tân gia, tôi giật mình sau khi nghe bạn nói rằng căn hộ chung cư rộng 60m², nội thất đầy đủ với giá trị lên đến 1 tỷ 3 này, bạn tôi đã mua hoàn toàn bằng tiền tiết kiệm hàng tháng. Cô ấy chỉ phải vay đúng 200 triệu đồng. Vậy là không có chuyện mua nhà được gia đình hỗ trợ, cũng không có chuyện trúng quả như tôi đã nghĩ. Sau bữa cơm tân gia thì tôi ở lại trò chuyện với bạn cả buổi chiều. Bạn tôi kể về kế hoạch chi tiêu khá tiết kiệm của mình, mỗi tháng tiền trọ hết 1 triệu rưỡi đồng. Ở chung với một bạn nữ khác, tiền ăn hết 2 triệu rưỡi đồng một tháng, tiền điện thoại, xăng, xe, mua sắm quần áo, tụ tập bạn bè hết 3 triệu đồng một tháng. Số còn lại bạn tôi lập tài khoản tiết kiệm online. Theo đó thì cứ đầu tháng lĩnh lương, ngân hàng sẽ tự động chuyển 9 triệu đồng vào tài khoản tiết kiệm của bạn tôi. Số lương còn lại, bạn tôi dùng để chi tiêu sinh hoạt. Hàng năm thì khoản thưởng, ngày lễ, bạn tôi dùng tiền đó để chi tiêu cho việc về quê, biếu bố mẹ. Còn thưởng Tết âm, Tết dương, được khoảng 4-50 triệu tùy năm, bạn tôi cũng chi tiêu khoảng 10 triệu đồng, số còn lại lập sổ tiết kiệm. Suốt 7 năm trời đi làm với kế hoạch tiết kiệm và chi tiêu cực kỳ chi tiết, bạn tôi đã tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng. Mua nhà hết 1 tỷ 3, bạn tôi vay đúng 200 triệu và dự kiến sẽ trả hết trong vòng 1 năm rưỡi. Nhìn lại mình thì cũng sau 7 năm trời đi làm, tài khoản hiện giờ không có nổi 10 triệu đồng. Tôi vẫn trắng tay, chẳng có gì ngoài tủ quần áo chật cứng không còn chỗ treo.
mặc dù thu nhập mỗi tháng của tôi đang ở mức 25 triệu đồng. Tôi tự nhận thấy kết cục của tôi chẳng có gì lạ và khó hiểu, bởi từ ngày đi làm tới nay, tôi chưa bao giờ lên kế hoạch chi tiêu hàng ngày sao cho hợp lý, có chăng chỉ là lên kế hoạch cho những chuyến du lịch trong và ngoài nước của mình. Tiền lương lĩnh hàng tháng thì tôi thuê một căn hộ hết 6 triệu đồng, số tiền còn lại tôi đổ vào mua sắm quần áo, đi ăn hàng, đi cà phê với bạn bè. Theo đó, có tháng còn dư ra vài triệu đồng, tháng thì tiêu hết sạch. Thi thoảng tôi thấy số dư trong tài khoản lên tới con số hàng chục triệu đồng thì tôi lại book vé đi du lịch đầy đó. Bởi tôi luôn có suy nghĩ, thanh xuân chẳng được bao lâu, giờ mà không đi, không làm những điều mình thích thì lúc có gia đình rồi, vướng chuyện con cái nữa thì cũng khó thực hiện. Tuy nhiên, tôi đã quyết định thay đổi thói quen chi tiêu của mình sau buổi đến nhà bạn ăn tân gia. Lý do không phải vì muốn mua được cái nhà giống bạn mà là tôi thấy mình không thể cứ tiêu mãi quá phung phí như thế này, cần phải tích lũy để đề phòng chuyện ốm đau bệnh tật. Hay là đơn giản, có tích lũy thì khi có thất nghiệp cũng có tiền sống chứ không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. Quyết tâm lên kế hoạch ăn tiêu và tiết kiệm, tôi đổi từ căn nhà đang thuê 6 triệu đồng một tháng sang thuê căn phòng 4 triệu đồng một tháng. Đồng thời hạn chế tối thiểu chuyện mua sắm quần áo. Mỗi tuần tôi chỉ cho phép mình đi ăn hàng 2 lần. Số ngày còn lại tự nấu ở nhà mà ăn. Đi cà phê tụ tập bạn bè cũng chỉ vào dịp cuối tuần. Ngoài ra những ngày trong tuần thì tôi chỉ đi khi thật sự cần thiết. Kết quả, tôi đã thực hiện kế hoạch này được 6 tháng, mỗi tháng tôi gửi tiết kiệm được 10 triệu đồng, mà thấy sống như vậy không có gì khó khăn. Bố mẹ thấy tôi bắt đầu tiết kiệm tiền cũng mừng ra mặt, nói tôi đã thực sự trưởng thành. Tôi thì nghĩ sau 7 năm trời tiêu xài phung phí, cuối cùng tôi cũng rút ra được bài học cho bản thân, là tiền có bao nhiêu không quan trọng. Quan trọng là mọi chi tiêu phải có kế hoạch với nguyên tắc ít nhất phải tiết kiệm được 1/3 số tiền mình kiếm được. Còn các bạn trẻ, các bạn thấy thế nào về hai tình huống nêu trên? Liệu chúng ta nên tiết kiệm thế nào trong cuộc sống đây? Nên thắt lưng buộc bụng tiết kiệm hay là cứ tiêu xài? Hay cũng tiết kiệm nhưng vừa phải để đảm bảo chất lượng cuộc sống? Mời các bạn góp ý ở phần comment. Vietwall TV xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này. Kính mời quý vị bấm subscribe, đăng ký kênh YouTube Vietwall TV để theo dõi các bản tin tiếp theo. Kính chúc quý vị luôn vui tươi và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào.